xin chào cả nhà thân mến. Video hôm nay sẽ thật là thú vị khi chia sẻ đến cả nhà một địa điểm ở tỉnh Ibaraki. Cách nhà Mon chỉ khoảng hơn 90 phút lái xe thôi, và lắng nghe cảnh ngọn núi Chukuba xinh đẹp của tỉnh Ibaraki có một khuôn viên dành cho những em cún và em mèo cưng mà vào đây chơi thì tha hồ mà cười tít mắt cả nhà. Thì đó là Wanwanan. Trong tiếng Nhật, những em cún cưng được gọi với cái tên chung là Wan chẳng, và tiếng sủa phiên âm thành Wan Wan. Chắc có lẽ vì thế mà gọi nơi đây là Wan 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 chăng. Nhưng không chỉ có những em cún không, nơi đây tập hợp đến 500 loài chó và 90 loài mèo khác nhau đến từ các quốc gia trên thế giới. Nếu bạn yêu các em chó mèo thì chắc hẳn sẽ mất cả ngày để vui chơi trong đây mất. Ngay cổng ra vào là khu nhà của các em mèo cưng, cat house. Vì bên trong khá là nhỏ, cộng thêm tình hình dịch bệnh nữa nên hiện tại họ chỉ giới hạn từng lượt người vào mà thôi. Phải ngồi xếp hàng chờ đến lượt, và mỗi một lượt là 20 phút, ở trong đó chơi với các em mèo cưng nha các bạn.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.